Họ giật ngược trở ra. Tiêu Anh đang muốn 50-50 nhưng cầu sấm đã trúng. Baron chỉ còn 2.700. Ây da. Faker. Anna vô lùa. Phil Day rớt đập với lại Honor. Mà Honor cũng thắng ở trong cái pha trừng phạt nữa. Xong rồi Faker cản được hai thanh niên chủ lực của phía bên đây. Mẫu can nhìn lao vào đó là Baron dành cho Honor phía bên ngoài. Nè anh em sẽ thấy nè. Một tình huống mà họ pha lóng với nhau nè. Vô cái nhịp chưa? Khớp chưa? Quá kinh. Ăn được con Baron, Kedia follow theo Faker. Gây CC, xong rồi rail của Honor lủi vô nữa. Khoảng trống dành cho Zed là cực nhiều. Phía bên đây thì Kana bế của Majusi anh em, nhưng mà có sát thương theo thời gian của Zed. Dép bị giữ chân lại, lực hút kinh hoàng được kích hoạt. Và một tình huống giao tranh mà DK không thể ghép được. Dép nằm xuống sâu, Baker nằm xuống. T1 thắng lợi hoàn toàn ở hang Baron. Họ có tất cả mọi thứ. Và họ có thể đã có luôn thắng lợi ở trận BO5 này rồi. Saya rồi đó, Saya. Đánh là ui, Rakan. À, Saya Rakan. Thay đổi ha. Okay. Mình sẽ có Saya Rakan ở trong ván này cũng phía ngay T1. Ngay lập tức DK lấy. Tuy nói là mạnh nhưng mà cái cặp này bị biến số. Vô bài không? À, Velos Lulu à. Cặp này bị một cái là nếu như mà họ đánh cấp 1 thắng họ sẽ thắng. Còn nếu họ đánh cấp 1 mà thua họ sẽ thua. Và trong ván thi đấu này thì họ đánh cấp 1 họ thua bởi vì họ đứt trật. Nhưng ván Kedia đứt trật. Đúng vậy. Suy nghĩ. Nên được 4 đó. Kiểu dạng bị thua nặng ở đường dưới luôn á anh em. Nhưng mà ván này thì Linh thấy là Marco của PDK thì nó lại hơi cầu toàn quá, họ muốn nhiều thứ á. Thay vào đó họ có thể tập trung tất cả dành cho Dep á. Với con bài Phelps á, họ có thể đánh rồng á, xuyên suốt rồng á. Chứ là có thể một cái chạm một cũng được nữa. Đánh rồng tạo ra lợi thế ở đường dưới. Tại vì đường dưới lấy lớp giáp trụ rất sớm. Đường dưới đánh lấy lớp giáp trụ rất sớm luôn á. Gương mặt cũng hơi để có một cái dịp bằng đội hình của phía Tiêu Anh hoàn toàn có thể bổ sung những con tướng đường giữa kiểu như là Ari á. Nhưng mà kiểu như là ví dụ như là những tình huống này anh em sẽ thấy bình luận viên cặp trận này nắm bắt trận đấu thật sự á chứ. À, mà anh em nghe cái này nè. Thú vị. Rồi đội hình của phía Tiêu Anh hoàn toàn có thể bổ sung những con tướng đường giữa kiểu như là Ari á. Để có một cái dịp bằng bổ. Bên kia cấm luôn con Ari. Thực ra tôi nghĩ là DK đã phải tính tới chuyện họ không có được Azir rồi. Bạn đã đánh con tướng, một con tướng trong 3 ván đấu, tới ván đấu thứ 4, bạn phải tính đến chuyện đối phương sẽ phải Ari. Bên kia cấm Ari rồi. Luôn. Tại vì sao anh em? Tại vì trong cái trường hợp này á, Linh cứ nghĩ là bên phía của DK họ sẽ cấm hai rừng. Họ cấm hai rừng. Tại vì căn bản là phase 1 của phía Tiêu Anh á là một cái đội hình băng bổ vô rồi. Rakan, Aatrox chắc chắn sẽ cần bổ sung thêm rừng là rừng mở. Rừng mà kiểu đẹp hết là Maokai với lại là Rêu. Nên lúc đó Linh sẽ nghĩ là ok bây giờ chắc bên phía của DK sẽ cấm con Rêu. Thì khi đó sẽ có con Ari để mà có thêm cái dịp mở dành cho phía của T1. Thì lúc đó là bắt buộc dành cho Honor phải chơi những con tướng mà Lavo. Bắt buộc phải chơi Lee Sin. Kiểu như Lee Sin là hợp nhất rồi. Thậm chí là như là Viego như Linh chia sẻ cũng được. Nhưng mà bởi vì nếu mà chơi theo cái kiểu đó thì họ sẽ bị hạn chế là như thế nào? Họ sẽ bị hạn chế là đội hình không có chống chịu. Đội hình không có chống chịu và toàn full down. Khó. Đội hình không có chống chịu full down. Khó. Thú thật với anh em là sẽ khó. Bây giờ chỉ cần bên phía của DK gắn vô con Kassante thôi. Chắc chắn sẽ là con Kassante. Sau đó họ sẽ có một cái đội hình mà hai dàn chống khúc đầu. Xong rồi chưa kể trong cái bối cảnh là con Apelos nó xanh ở khu vực dưới nữa. Khó để có thể bắt được con Apelos kết hợp cùng với lại Lulu. Nó sẽ khó anh em. Nó bắt buộc trong phía của Tiêu Anh phải làm rất là nhiều thứ ở trong một ván đấu. Nhưng mà bởi vì bên phía của DK họ cấm con Ari á chứ. Nên hở ra con Rêu, thì bích thôi. Rồi nhưng mà bây giờ dễ dàng. Và T1 cũng không đánh dây được nữa. Gia tăng thêm khả năng mở giao tranh dành cho nơi. Đó, kiểu dạng họ sẽ bích con Rêu thôi anh em ạ. Thì không biết là đó, cái đội hình này của bên phía DK không cần phải sức mạnh phép thuật. Tại vì dạo gần đây thì anh em sẽ thấy một cái đội hình mà sát thương vật lý nhiều á. Nó vẫn có cách để có thể vận hành, nó vẫn chơi được. Dàn chống chịu của phía tôi quanh là chỉ có con Rêu thôi. Chỉ cần giai đoạn đi đường ok, rỉa máu, bật, xong rồi tạo ra khoảng trống cho Dep bắn là end game. Kassante tự chơi đường trên, thoải mái. Sejuni thì bây giờ chỉ cần đánh theo cái đường thắng của mình mà thôi. Đó, kiểu dễ vận hành hơn á. Và Faker còn con Annie ha, cắm con Ari thì còn con Annie ha. Chứ mà không chỗ này thì con Ari là chú bơ rồi. Annie cũng được.
Nhưng mà anh em sẽ thấy là giai đoạn đi đường của Andy bây giờ nó không còn mạnh như là cái đợt MSI. Đi đường nó không có áp đảo những con tướng khác nữa. Thậm chí ván này vẫn là ván mà Sommaker có giai đoạn đi đường mà Linh nghĩ ra tốt. Chính là Sommaker đánh cái cặp trận này ok dữ luôn á chứ. Chiều thì chắc những Amphilus cái áp lực chắc chắn là rồi, để coi ván này có gì để cần nói không. Thôi tại vì đảm bảo bằng con Saya sát đường ván này thì cái điểm mấu chốt là khu vực đường dưới nè. Chắc là mình sẽ phân tích những cái tình huống macro xuyên suốt ở ván này ha. Ván này thì như nói với anh em á, Saya với lại Rakan đánh rất là nhiều biến số, cái cặp này nhiều biến số lắm. Cặp này đánh kiểu dạng BK, bắt buộc phải BK chứ không mà không phải là đánh farm farm. Nó đánh farm farm thì nó không có bằng so với Aphelios với lại Lulu. Vì Aphelios này là Aphelios mà nó sẽ lấy cái bước chân nữa nên nó cứ chơi anh em, nó chỉ cần không onin thôi nó cứ chơi. Sau đó nó sẽ hồi phục bằng cái bước chân thần tốc. Thường á, là những con Aphelios á, nó sẽ đánh thẳng lên ở thời điểm cấp độ 4, tức nghĩa là nó chơi đối phương thấp máu, xong nó hồi phục bằng cái súng huyết tinh, bằng cái bước chân thần tốc. Và sau khi mà nó hồi phục rồi, nó hơn máu đối phương thì nó thẳng đường ở đường dưới. Ở bên phía của DK thẳng ở cấp độ 1 luôn, né cái đúp của Kaelin, nhưng mà Kaelin đánh hay vãi, né được cái đúp, quay ngược trở lại dồn Damo Gumashi mũ của Kaelin, nhưng mà cái sát thương hai bên đã có những pha trao đổi ở khu vực đường dưới bên phía của DK thì Kaelin cũng bung luôn thiêu đốt. Để ván này đánh con Shin ra được không ạ? Ván này tại vì cái đội bây giờ phải nói như thế nào ta, ván này đánh con Shin ra được hay không, ván này đánh con Shin ra giai đoạn đi đường á, ví dụ giải đấu VSET mình á, cái trận mà Gam, cái đợt vừa rồi trận Gam với lại team nào đó thì Linh rất là khen con Shin ra, tại vì nó phù hợp với lại con cá sấu, với lại con Kai'Sa. À, còn ván này nếu mà bên phía của Trinh Quang đánh con Shin ra thì nó có ngon hay không, đánh con Ari với lại con Andy nó sẽ ngon hơn. Tại vì phải nói sao cho mọi người dễ hình dung ta. Tại ván này thì bên phía của Trinh Quang xác định là đánh giao tranh đó. Đánh full giao tranh đó, mình sẽ có con Rakan, cái nhịp mở của họ là sẽ đủ mạnh đó. Nên họ sẽ bổ sung con Andy với lại con Ari thì nó sẽ có một cái nhịp. Cái nhịp follow peel, con Rakan với lại con Rail với lại con Aatrox. Nó sẽ khớp cái nhịp với lại những cái thành viên đó hơn so với lại con Shinra. Nên sẽ có nhiều cái, nói chung là nó sẽ có nhiều cái tình huống đó, chứ không phải là lúc nào mà con Shinra đánh với lại con Jay về mặt tiếp tướng của nó thì ok, nó có thể đánh thắng được con Jay ở đường giữa. Nhưng mà về mặt đội hình đó, đó là lý do mà mình coi giải, mình phải nhìn những cái tình huống cụ thể của những con tướng của phía một team đó nè. Nói chung họ chỉ cần thay đổi một con tướng thôi thì cái cách vận hành nó sẽ khác. Rồi, anh em sẽ thấy cái áp lực đi đường lớn không? Rất cần thiết tại vì ở khu vực đường trên đang phải 3 phút tấn công một công trình cặp boss thua rừng. Bây giờ Kennen đánh rất là khỏe. Cái pha thi đấu này Kennen tìm rừng của phía đối phương để cho lane của mình tự chơi tự thắng, boss thắng mid ok, khoảng trống di chuyển về nhà sớm hơn dành cho Sommaker. Kennen đơn giản là tự chơi tự tìm rừng đối phương để lane của mình đánh thoải mái ha. Pha này thì trừng phạt thua dành cho Kennen rõ ràng rồi, anh ta ép trừng phạt mùa xanh của Honor trước rồi. Cho Honor, người vừa bị Kennen đánh đập ở khu vực 3 phút một lớp giáp trụ. Thậm chí là áp lực mà Gumashi, cái đợt lính về đầu tiên của ta farm có 15-16 chỉ số lính rồi. Ôi cái chênh lệch cơ. 5 phút 2 lớp giáp trụ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? 44 so với 16. Đây là một cái điều cực kỳ hiếm. Bộ đôi Gumashi với lại Kera trước giờ thậm chí là trong cái mùa giải này chưa bao giờ mà họ thua nặng như vậy ở đường dưới luôn á. Chưa bao giờ mà họ thua nặng như vậy ở đường dưới luôn á. Đường giữa cũng đẩy trước nha. Tại sao mấy cơ về nhà với cái nước mắt trước nên sẽ được tích số và sau đó sẽ bung mana. À, và sau đó sẽ hướng tới những cái món trang bị kháng phép như thế này để chống cấp độ 6 của Faker. Nên bây giờ cứ chơi xoay quanh ở đường dưới thôi. Cứ chơi xoay quanh ở khu vực đường dưới ăn rồng. Thì cái điểm mấu chốt của phía DK trong ván thi đấu này là nên ăn rồng. Rồng 1 nên ăn sớm. Tại vì bây giờ đường dưới của họ đang thắng nặng như vậy, nó sẽ có một cái thế hình thành là mình ăn rồng 1, mình ăn sứ giả 1, mình ăn rồng 2. Con rồng 2 là cái thời điểm mà bên phía của T1 cần phải cân nhắc để đánh. Nếu như họ có thế đẹp, họ có thể đánh ở con rồng 2 thì khúc đó thì nó sẽ xảy ra đột biến. Còn rồng 1, sứ giả 1 nhiều khả năng sẽ thuộc về cho bên phía của T1. Tại vì sao? Tại vì con sứ giả 1 á, Kira không thể nào lên 6 được. Vừa rồi anh ta bị ép lính, Yumashi cũng bị ép lính, đường giữa cũng bị ép. Không thể nào mà Kira lên được cấp độ 6 để tạo đột biến ở con sứ giả 1.
độ rất cao. Và bên phía của DK họ bị rướng vô cái tình huống, ví dụ pha thi đấu này nè, Linh nghĩ là pha thi đấu này nè. Gió một súng nên hoàn toàn có thể bỏ bảy chi. Khó chịu ha, dép tích quay rồi các thứ ha. Với cái nhịp đang được tích đến từ dép ở khu vực dưới nữa. Anh em lưu ý một điều á là dép kiểu như là để dành súng á, súng hoa ngục để dành đó, để dành cho cái vòng rừng đến từ cây nền. Tại vì pha này nè, riêng về cái pha này Linh đã nghĩ là dép sẽ chuyển dạng súng hạ ngục, đẩy xong cái đợt lính đó, cây nền có thể bỏ thời gian farm rừng tấn công luôn con rồng. Mid có thể đẩy, mid bây giờ đẩy khỏe rồi, mid bây giờ đẩy khỏe rồi. Hacker vừa rồi mới hết chiêu cuối, sau Hacker bắt đầu sẽ có áp lực hồi phục lại lượng máu, đẩy ngược trở lại quay lính này. Hacker sẽ không có chiêu cuối nữa để áp lực trong tình huống giao tranh. Đó, đây thời điểm mà họ có thể ăn con rồng nguyên tố đầu tiên. Sau đó họ về nhà xài tiền, di chuyển ra khu vực đường giữa, canh thời gian là 7 phút 30 giây, đẩy thêm cái đợt lính nữa, chừa cái dạng súng đẹp dành cho Dep để tiếp tục đẩy thêm cái quay lính tốt ở đường dưới, di chuyển lên cánh trên kiểm soát sư giả một. Thì hai mục tiêu đầu nên là hai mục tiêu mà bên phía của DK họ kiểm soát được, và đặc biệt là con rồng đầu tiên phải ăn được sớm nữa, thì khúc đó họ đánh xoay quanh ở đường dưới nó áp lực hơn anh em. Đang vô hiệu hóa được hoàn toàn của Rakan này. Thế lính ở khu vực đường dưới vẫn đang có dấu hiệu. Tại vì đường dưới thắng nặng như vậy rồi, đường dưới thắng rất nhiều. Đường dưới mà thắng rất nhiều như vậy thì cho phép họ kiểm soát hai mục tiêu đầu. Mà họ tốn quá nhiều thời gian luôn em. Kiểu pha thi đấu này là cái pha mà Cannon vòng lên cánh trên cướp con cua nữa, xong rồi găng top một nhịp nữa. Nên về mặt ngắn hạn á thì mọi người sẽ thấy là những tình huống găng top này của Cannon, ok, nó mang lại cái hiệu quả, cướp được con cua, găng top thêm pha nữa. Nhưng mà về mặt thế trận, mình sẽ thấy là nó không có tập trung dành cho Dep á. Nếu ván thi đấu này tập trung dành cho Dep hết thì sao? À, về ngắn hạn thì mình đang bị nhìn vô những tình huống như thế này nè. Người đã kích chứng minh tình thế để tăng tốc độ di chuyển, đã bị khép góc, bị làm choáng, bị dính bô la băng và rớt sẽ ngăn thấy ngon ha. Ăn được sứ giả cũng thấy ngon ha. Nhưng mà bị một cái lần sứ giả này nó bị phế. Sứ giả này không hút được cái trụ ở đường giữa. Nên tự nhiên đang cái thế ngon thành cái thế không ngon. Nó là như vậy anh em. Nó cho bên phía tương quan có cơ hội để mà gia tăng thêm cái sức mạnh. Chứ mà bây giờ nếu bên phía của DK họ lăn cầu tuyết á thì họ có được quyền lăn cầu tuyết mà, bởi vì họ lăn cầu tuyết không tròn á nè. Để có thể lên trên, nó cầm sứ giả đẩy lên cánh trên luôn không? Đẹp nhất là họ sẽ có thêm cái dạng súng thăng hoa luân của Dep nữa để có thể tiếp tục bào công trình. Một... Trời ơi, bình luận viên ván này nắm chắc quá. Hay quá. Đó, cái pha vừa rồi bình luận viên cũng nắm được cái cách mà swap pole nó, tại vì á khi mà một team thắng á, như là bên phía của DK họ thắng như thế này á, họ không nhất thiết phải đổi đường. Họ đổi đường á là bởi vì họ có súng đẹp của Dep để bào công trình. Nhưng mà bị một cái là bên phía của Tiên Quanh họ kiểu như là pha này tôi đánh giá là bên phía của Tiên Quanh họ xử lý hay á. Kiểu họ nhanh chóng đưa Gumayusi với lại Keria đường trên á. Xong rồi Dep di chuyển pha này cũng không có lợi thế nữa. Anh em sẽ thấy tại thời điểm hiện tại là chênh lệch về mặt xạ thủ cũng ok đúng không? 20 mấy chỉ số lính đúng không? Đó, súng đẹp luôn. Bào bào đường trên luôn. Ráng ráng bào lớp giáp trụ luôn. Và pha này thì Gumayusi với lại Keria là lên phòng vệ được. Nó khiến cho những tình huống di chuyển như thế này thật ra trở thành không ngon trên phía của DK. Tự nhiên là bây giờ mình có cái đường thắng, mình có thể ăn rồng. Nhưng rồng ở trong ván này rồng 1 ăn ở phút thứ 11, 12 ván đấu quá chậm. Nó quá chậm, nó khiến cho cái áp lực để lăn cầu tuyết nó không có đủ lớn. Và nó có thêm thời gian xoay sở trên phía của Tiên Quanh. Thì cái pha này nếu mà khen về Macro thì khen bên phía Tiên Quanh họ. Ở Macro kịp thời và chống được những tình huống đổi đường của phía DK ha. Anh em sẽ thấy nè, đép súng đẹp nhưng mà đấu bào được trụ đâu, đấu bào được lớp giáp trụ đâu. Xong tốn thời gian di chuyển lên xuống. Mà thường á là một team mà thua họ mới né giao tranh như thế này, họ mới né đối đầu như thế này. Cái tự nhiên di chuyển như thế này khiến cho Dep cũng không được farm nhiều. Mà con sứ giả này cũng không được dành cho Dep nữa. Sứ giả đẩy ra đường giữa. Sứ giả đẩy ra đường giữa nó còn không hút được nữa cơ. Với tình thế được kích hoạt, Kana né chiều khá là tốt, vẫn còn những tình huống xử lý từ rồi ok. Đánh này thì rớt có cái điểm nhấn là pha solo kill này ha. Để coi tóc biến bật luôn cả chiêu cuối vô hiệu hóa cái Q3 nhưng vẫn dính xiên xích địa ngục. Okay. Máu của ta thấp lắm rồi, đang có một pha solo kill được. Vẫn solo kill dành cho Zot ha. Trong cái bối cảnh này là họ đang thua nhiều, đường giữa cũng đang thua về mặt thế trận đẩy trước. Farm tốt hơn cho Sabaki. Đường dưới thì chắc chắn là thua đó. Thì cái pha solo kill này của Zot là ngoài cái tính chất là nó sẽ tăng thêm tiền cho anh ta thì nó còn khích lệ về mặt tinh thần nữa. Kiểu như là bây giờ mình đang có cái đường thắng anh em để có thể viện vào á. Rất nhiều đường
thì Zed đã có một tình huống solo kill. Những áp lực bây giờ anh em thấy con sứ giả này đâu được khúc đâu. DK. DK có thể để có thể tiếp tục lăn cầu tuyết. Họ tấn công thẳng vào Honor, nhưng có Faker ở đây, có Tipper ở đây, sát thương gây ra chưa phải là nhiều lắm. Người mất máu nhiều hơn là Honor. Rồi tác dụng gì đâu con sứ giả này. Tự nhiên bây giờ mình chuyển cái lợi thế cho xạ thủ, mình xạ thủ của mình đang có lợi thế. Rồi bây giờ mình chuyển cái lợi thế cho xạ thủ bằng việc ăn sứ giả. Xong sứ giả nó phế. Nó mất đi cái khoảng thời gian mà đáng lý ra họ có thể làm được nhiều hơn. Họ có thể ăn rồng, họ có thể lấy thêm cái áp lực dành cho Dep để bào thêm công trình. Nên những tình huống mắc đô như thế này nó phá được sức là họ không tấn công nữa. Một pha phản ứng cũng tới từ Summoner khi mà anh ta tốc biến né khỏi cái cú triệu hồi. Nè, rồng tới 12 phút mới ăn. Rồng 1 tới 12 phút mới ăn. Trong tầm kiểm soát thì để coi, tất nhiên là bởi vì nãy giờ trời ơi, thi đấu này khô máu thì từ Canada. Đáng lý ra mình họ có nhịp nè. Lỗ máu hơn rất cái thời điểm mà họ ăn rồng sớm á là cái súng hỏa ngục của Dep, là phút đó là phút thứ 6:30 thì phải, phút thứ 7 ở đó đi ha, xong rồi ăn sứ giả ha, xong rồi xài con sứ giả ha, xong rồi ăn cái khúc này. Đáng lý ra là cái khúc mà họ chuẩn bị áp lực con rồng nguyên tố thứ hai rồi đó. Thì nếu như mà theo một cái thế trận lân cầu tuyết bình thường á thì đây là cái khúc mà bên phía của DK là áp lực con rồng nguyên tố thứ hai và bắt buộc cho bên phía của Tiên Quan phải đánh. Thì bên phía của Tiên Quan là phải vịn vào cái đội hình mà con Rakan mở nè, con Reo mở nè, xong rồi tạc tạc nè, phải đánh pha đó. Nếu mà bên phía của Tiên Quan họ đánh thu, nhiều khi là họ thua. Đó, kiểu là như vậy ha. Còn nếu mà bên phía của Tiên Quan mà đánh thắng thì nhiều khi họ thắng. Nó sẽ là tình huống giao tranh đó nè. Nó sẽ đến từ những cái pha mà thiết lập trước của DK. Tại vì DK là đội tuyển mà chủ động, họ mạnh hơn, họ chủ động hơn. Và đội tuyển cần phải tạo đột biến là bên phía Tiên Quan ha, thì nó sẽ rơi vô cái thế đó anh em ha, dễ hình dung ha. Có lúc 30 anh ta rút được bác lại này, Dep được trụ nữa khu vực. Hơi tiếc cho bên phía của DK, một cũng được ăn khá là trễ nữa. Con sứ giả vừa rồi nó bị phí á anh em. Nó là cái điểm cũng mấu chốt á. Tại vì bây giờ đội hình của họ đang mạnh, con sứ giả đẩy vô trụ đường giữa cũng được đi. Xong rồi mình kiểm soát tiếp con sứ giả thứ hai đẩy vô cái trụ đường giữa nữa. Thì lúc đó đội hình của họ sẽ có cái khoảng trống di chuyển sớm hơn cho xạ thủ của mình. Nói chung nhiều cách đánh lắm. Thì bên phía của DK chọn cách đánh mà nó chuẩn bị hai đội sẽ hướng tới khu vực này trong khoảng chừng 30 giây. Bên phía của DK chọn một cái phương pháp di chuyển mà nó không hiệu quả nhất. Là bởi vì bên gặp đội tuyển khác thì như thế nào thì Linh không biết. Tại vì anh em hình dung là nếu như pha đó mà Dep có cơ hội để bào hai lớp giáp trụ ở đường trên, ít nhất là như vậy á, thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác dành cho Dep. Và nếu họ bào được hai lớp giáp trụ, biết đâu đấy họ thả sứ giả đường trên luôn thì sao, kiểu như nó sẽ ra một cái thế khác ha. Bởi vì bên phía nói đi phải nói lại, bên phía của Tiên Quan họ di chuyển pha đó kịp thời để phòng vệ và nó khiến cho cái pha di chuyển của phía DK là bị phá sản. Đúng rồi. Cái rồi ok, tính tới khúc macro ha, khúc đó ha. Từ bên phía thì bán lẻ anh em thấy phút thứ 15 thì bên phía của DK họ vẫn có lợi thế do đoạn đi đường của họ ổn mà. Và sau mấy cơ tự nhiên pha này vúa lao lên của mà bắt buộc phải tung bảo tô nó dậy. Tốc biến Nhật Long có giữ được ai không? Ném có Nguyên giữ Nhật được Long. Người và đó là Showmaker không kịp động đậy gì cả. Và Dep cũng đã mất luôn cho mình đó là hai phép hỗ trợ. Những tình huống như thế này nó làm chậm nhịp lăn cầu tuyết của phía DK rất là nhiều. Lực của Dep để có thể bước vào một pha giao tranh này gần như là dành cho Showmaker. Giờ được đường giữa nhiều. Thiếu về mặt nhân sự, tự nhiên trước đó đang vô con dây nó đang khỏe. Khúc này là Linh đang chuẩn bị bình luận là con dây này nó khỏe lắm rồi, nó đồ lớn rồi, nó có khả năng cấu rỉa máu rồi. Hai bên bắt đầu dàn ra một đội hình có chống chịu tuyến đầu, che đi trước kiểm soát tầm nhìn. Ok, xong rồi con dây nó bóp bước vô rào tranh rất là thoải mái. Phía bên đây đâu có ai che đâu, phía bên đây có Honor, chẳng lẽ bây giờ đưa Honor ra che hai cái cầu sống là yếu máu đối cạnh tranh đựng sứ giả đâu. Xong rồi tự nhiên chết một pha mất con sứ giả để một nhịp vào khu vực đường giữa, nhưng cái súng này không cho phép bên phía ẩu thực sự không được. Máu của trụ vẫn đang còn đáng lý ra là hai con sứ giả sẽ thuộc về trong phía của DK và lấy được trụ, ít nhất là trụ đường giữa. Hai pha mất lợi thế, và bởi vì hai pha mất lợi thế đó nên phía của DK chắc là buông bỏ, để mà anh em sẽ thấy là họ, ví dụ trong những cái tình huống vừa rồi bên phía của DK họ thấy là họ mất lợi thế khá là nhiều á, nên họ quyết định là buông bỏ những cái mục tiêu tiếp theo như là con rồng thì phải. Sau đó họ sẽ lấy cái khoảng trống dành cho con dây để mà gia tăng thêm cái lượng tiền dành cho Showmaker. Những tình huống như thế này nè, em sẽ thấy là Kennen bắt cặp với lại Showmaker để tạo ra áp lực bắt lẻ và từ đó tạo ra cái lượng chênh lệch ở cái ngưỡng sức mạnh hai món trang bị á. Lúc đó thì Showmaker sẽ khỏe hơn so với phần lớn các thành viên của phía Tiên Quan, cấu rỉa máu nó sẽ nhiều hơn. Nó vận hành cũng giống như cái cách mà Linh nói á.
pha này Faker tỉnh. Pha này đúng Faker đúng tỉnh luôn. Nguyên team đang tràn xuống cánh dưới nè. Muốn buông bỏ rồi để có thể tấn công vào Faker thêm lần nữa. Đừng đánh Faker làm gì cả. Nhưng pha này Faker có tốc biến, đồng đội của anh ta thì đang đứng bên dưới. Anh ta sẽ là người gặp nguy hiểm, đó là lý do tại sao Faker vẫn đang thi đấu khá là kỹ. Tốc biến của Faker vẫn đang còn. Tỉnh ha. Vẫn đứng nhìn. Vẫn đứng đợi. Faker quyết định bước à, khó chịu. Cô bé quàng khăn đỏ này ngửi thấy mùi nghe cho lời sói mẹ, đâu nghe đây. Đọc sách nhiều okay. Nghe lời mẹ. Đó, quá tỉnh. Chúng thôi bị lụm thêm pha nữa thì có thể là bị bào tiếp một vài những cái lượng máu trụ 2 ở đường trên á. Không ăn được trụ đúng không? Cảm giác đúng rồi, và chỉ nếu mà có cái gì chỉ là dùng được thêm một mạng cho Showmaker mà thôi. Hơn khả năng chống chịu cũng sẽ đúng là có. Rồi. Quyết định vừa rồi là quyết định bắt lẻ. Đáng lý ra trong cái trường hợp này trụ này mất rồi á. Trụ này mất thì Dep sẽ có khoảng thời gian đẩy trước. Gumi UC sẽ không được quyền đứng lên quá cao như thế này. Kiểu Gumi UC đứng lên cao, con Sejuni ra ném rờ cái đổi thành tẩy hoặc đổi chiêu cuối. Thì lúc đó Gumi UC sẽ bị áp lực giống ván 2 á anh em. Mà bởi vì cái trụ này nó còn tồn tại. Nên Gumi UC tự tin hơn và có khoảng trống di chuyển cho Kera. Không có phải lúc nào cũng kè kè hỗ trợ của mình ở bên đó anh em. Nó tai hại lắm. Bên phía của DK họ xử lý những tình huống như vậy nó rất là tai hại. Farm hồi anh em thấy cái áp lực xạ thủ bây giờ nó đâu có được gia tăng thêm đâu. Farm hồi cái Gumashi bằng lính với lại Dep. Tự nhiên mất hết những cái lợi thế luôn. Quả chơi đậu thiệt. Honor đã kèm 1-1 với lại cánh giành thành công rồi. Và hai con 1. Không phải tự nhiên mất cái trụ đường giữa luôn. Nào khúc này thì họ đang nuôi, như đã nói, họ đang nuôi Showmaker. Để cho Showmaker có cái ngưỡng sát thương nó mạnh hơn so với đội hình của phía T1 đó. Thì chút nữa họ sẽ thực hiện cái đội hình mà kiểu dạng cấu rỉa máu pop 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 pop. Tôi nghĩ là họ cái bố linh so với đẻ rất là nhiều. Bô la băng. Nó trúng thẳng vào Gumayoshi nhưng bởi vì trong trụ cho ta không cần dùng bất kỳ một khi áp lực. Showmaker cánh nào thì anh ta có ở cái cánh đó. Rớt đang được anh ta vẫn thêm. Thua ha, tôi tới những cái pha mà trọng yếu ha. Như là hết rồi anh em ơi, Macro tới khúc đó thôi á. Macro vừa rồi mới Linh mới chỉ cho anh em coi những cái tình huống hơi lỏ của phía DK á. Để cho mình hình dung là bên phía của DK đã đánh mất biết bao nhiêu những cái lợi thế. Nào, nên khúc này nè, mọi người có thể thấy là Showmaker nè. Với lại bên phía DK là xác định là con dây của mình đang mạnh hơn đối phương á. Bắt đầu là Showmaker bỏ farm, di chuyển ra đường giữa, pop 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 pop, rỉa máu, rỉa công trình ha. Có thể áp lực và mục tiêu rõ ràng là công trình trước dành cho phía của DK. Súng thiết đội hình tình do khu vực người đồng đội của mình rồi. Bỏ farm nhiều quá chứ. Sẫm không trúng, chuyển dạng búa. Và Kana đang nhìn về phía Kera, đang giữ chân Kera lại. Tuy nhiên họ đều đang không, họ sẽ có cái lực. Thế Kera đang bị tấn công. Kera đã bắt buộc phải dùng tốc biến và vũ điệu tiếp viện về sát đồng đội của mình lại bị thủng qua sẫm. Kera rất nhiều cũng gọi là tranh, anh ta đang bấm B về. Và lúc này thì Tiêu Anh đã thua người, đây là lúc để đi cây tiền có hiệu quả năng cấu riêng phải về đã phát cũng gọi là á. Rồi anh em hình dung chưa? Họ hơi đâu nhé. Pha này pha nào đây? Rồi sống đây với cái nhịp đẩy này khép góc nhiều lắm trong chiều. Khúc này vẫn đang ok ha, lấy được trụ đường giữa là kiểm soát cũng ổn. Ok. Xa. Còn vấn đề là chỉ còn cái chân. Rồi, cái thời điểm đầu nó sẽ là như vậy anh em ơi. Coi tiếp highlight ha. Coi mấy pha macro lúc đầu thôi. Nó sai chính tả nhưng mà vẫn ra kinh. Vào với cái pha mở giao tranh của mình. Cái dấu ấn đến từ cây nền khi mà anh ta xuất hiện ra phía sau của người của Faker. À, khó chịu. Sau khi bị đây là họ có thử đam một tí nhưng mà này của Infinity One thì tốc độ ăn Baron của họ cũng khá là nhanh cho DK chưa thể nào sẽ khó mà có thể gây áp lực. Họ sẽ phải này hai bên đúng múa Baron luôn á. Tố nổi dậy. DK thì mất đi chỉ cái bola băng mà thôi. Tốc độ ăn Baron của Dep hiện tại chưa phải nhanh lắm bởi vì ta đang cầm súng hỏa ngục và trọng trường. Honor đang cố gắng tiếp cận. Tính là pha này bên phía của Tiêu Anh họ setup hay anh em. Kiểu như đối phương nhả họ vô giữ máu Baron đó. 50-50. Họ giật ngược trở ra. Tiêu Anh đang muốn 50-50 nhưng cầu sấm đã trúng. Baron chỉ còn 2700. Ây da. Faker. Kana vô lùa. Phía đây rớt đập với lại Honor. Mà Honor cũng thắng ở trong cái pha trừng phạt nữa. Xong rồi Faker cản được hai thanh niên chủ lực của phía bên đây. Mẫu canh nhìn lao vào đó là Baron dành cho Honor phía bên ngoài. Nè anh em sẽ thấy nè, một tình huống mà họ pha lóng với nhau nè. Vô cái nhịp chưa?
Khớp chưa? Quá kinh. Ăn được con Baron, Kedia follow theo Faker. Gây CC, xong rồi rail của Honor lủi vô nữa. Khoảng trống dành cho Zed là cực nhiều. Phía bên đây thì Kana bế của Majusi anh em, nhưng mà có sát thương theo thời gian của Zed. Dép bị giữ chân lại, lực hút kinh hoàng được kích hoạt. Và một tình huống giao tranh mà DK không hề nghe được. Dép nằm xuống sâu, Baker nằm xuống. T1 thắng lợi hoàn toàn ở hang Baron. Họ có tất cả mọi thứ. Và họ có thể đã có luôn thắng lợi ở trận BO5 này rồi. Quá nhiều điểm hạ gục dành cho Zed. Giá trị đến từ Faker được ba món trang bị lớn anh em, còn ngay trong ba món trang bị lớn nó bữa phát nào thốn phát đó. Đầu thật sự đánh xong pha này thì bên phía của DK đủ rồi, kiểu như là cái đội hình mà cấu rỉa máu được vận hành một cách căn bản của phía DK á, nhiều khi là họ không được mắc sai lầm á, khi mà đối đầu với lại những cái đội hình mà kiểu như mở tốt như là Rakan, gần như bạn không được mắc sai lầm, tại bạn mắc sai lầm đối phương sẽ out trang bị. Đối phương out trang bị, đối phương sẽ có nhiều góc để có thể kiểm soát, gia tăng thêm cái tính kiểm soát dành cho đội hình của phía đối phương. Lúc đó bạn sẽ không nắm bắt được những con tướng mở của đối phương. Đối phương sẽ có nhiều góc hơn để có thể mở. À, đó lý do tại sao mà những đội hình cấu rỉa máu thì khi mà gặp những đội hình mở nó không có được sai, sai là thua, sai dù chỉ một pha là thua, dù chênh lệch là bao nhiêu tiền đi, trừ chênh lệch là khoảng chừng 15-20 ngàn thì mình không nói, mà chênh lệch khoảng chừng 5 ngàn nó không phải là cái con số quá lớn đâu nè. Nên cái pha này của phía DK họ nhấp nhã hơi vội, nên đánh giá là như vậy. Và tấn công Baron cũng hơi vội. Thật ra cái đội hình của họ không phải là cái đội hình mà dùng con Baron để ép đánh, đơn giản là cứ farm chiêu chiêu, tận dụng cái đợt lính vừa rồi ở khu vực giữa, đẩy thêm cái đợt lính, chờ đợi cho những mục tiêu như là con rồng, hoặc thậm chí là cái con Aphelos có đồ phòng ngự á, thì khi đó nó sẽ khắc chế được những cái tình huống mở của phía tiên quanh. Nè, pha này thì anh em thấy là Kennen có lẽ như cũng muốn ép cái tài nguyên của Gumashi thôi, nhưng mà Faker nói không anh em, Faker tốc biến lên tìm xạ thủ liền. Ôi ôi, xong con ấy tróc nó bữa. Rakan nó vô CC, nó ép tiếp pha giao tranh. Pha này chặt nhiều đam đây, 600 đam, 1000 mấy đam đúng không? Không được chơi game, con Aatrox thân của Zed đã chặt đôi người của Dev. Không còn hy vọng cho DK nữa rồi. Họ sẽ phải dừng chân ở playoff. Và cơ hội đi tiếp được trao cho T1. Một tình huống mở liệu rằng có quá vội vàng đến từ Kennen hay không đây, khi mà anh ta chủ động lao vào tấn công. Có lẽ như anh ta chỉ cố gắng được. Nhưng mà cái mấu chốt á, cái mấu chốt là anh em sẽ thấy là những cái tình huống của DK ở trong ván thi đấu thứ tư này, họ đánh macro lỗ. Những pha di chuyển của họ không mang lại lợi thế, thậm chí là mất luôn cái lợi thế của họ đã có ở cấp độ 1. Đó lý do sao mà họ thua nè. Đó lý do họ vì sao mà họ thua. Và thậm chí ván 1, ván 2 nữa, ván 1 nữa. Ván 1 mình có thể thấy điều đó rất là rõ ràng ở con sứ giả thứ 2 thì phải. Nên bên phía của DK bây giờ Linh công nhận là những cái điểm yếu, những cái pha mà quyết định macro của họ nó yếu thật anh em.